cái công cụ em đang làm nó chỉ là mua một cái vị trí nó đẹp đẹp xong dạ. chờ tăng giá nó bán. Dạ dạ. Đấy. Cái đầu tiên là em nên trang bị đầy đủ. Ví dụ các cái kỹ năng này thì em sắc bén hơn. Ví dụ như là tìm kiếm sắc bén hơn à, mình có khả năng điều tra, quy hoạch, rồi là tranh chấp, phong thủy, pháp lý, mình đều có khả năng thẩm định được, đánh giá được. Ok, bắt đầu. Vừa đấy là một bạn có kinh nghiệm đó nhé. Bây giờ một bạn mới đi. Đây, cũng đang đi làm à, câu hỏi là muốn đầu tư bất động sản thì bắt đầu từ đâu? Thực ra thì em là một người mới, chưa bao giờ biết về cái ngành bất động sản này bao giờ. Thì tìm thấy cái lớp học của thầy thì em cũng muốn biết là được mình định hướng để đầu tư bất động sản. Giải đáp cho em cái câu hỏi thắc mắc là em muốn bắt đầu đầu tư bất động sản thì em sẽ bắt đầu từ đâu ạ? Hiện nay là em đang đi làm, cơ quan này đang kiểu gì? Hiện tại thì em đang ở nhà thôi ạ. Ủa thế em đang đi làm có thu nhập mà lương 30 triệu một tháng, đấy là từ kinh doanh online hay là từ cái gì? Cái này là thu nhập của tổng gia đình. À, thế còn tính tài sản là đấy là tính nhà đang ở và tiền mặt luôn? À, tính tài sản đất đai thôi ạ. Cái vấn đề là chưa quản lý được dòng tiền à, đầu tư à? Dạ vâng ạ. Ủa tức là như nào, chưa quản lý được dòng tiền đó nghĩa như nào? Có nghĩa là em cũng có hai cái bất động sản. Thế okay. Nhưng mà em cái tiền mà mua bất động sản đó thì nó sẽ từ cái tiền ngân hàng. Và hiện tại thì em đang sử dụng tiền ngân hàng để mua bất động sản và trả lãi cho cái à, dùng 10 đồng thì tiền tài sản đấy thì dùng 100% luôn. Dạ. Ok. Như vậy thì một tháng 5 tỷ đấy này, một tháng em đang đóng gốc lãi 60 triệu. Dạ vâng ạ. À, thu nhập khoảng 30. Thế thì em đóng gốc lãi kiểu gì? Em để sẵn một khoản tiền ra hay là tháng nào thì mình tính tháng đấy? Không, hiện tại thì em đang sử dụng cái nguồn tiền từ ngân hàng. Ví dụ như tài sản của em nó chỉ là 4 tỷ thôi à. Tổng tài sản của em giá trị nó 4 tỷ thôi. Nhưng em phải mai vay lên đến tận 5 tỷ để em giải quyết cái phần lãi suất đây hàng tháng ạ. Trong một năm ạ. 4 tỷ nhưng mà mình vay 5 tỷ, xong mình dôi ra, xong rồi đấy mình vay dư ra đúng không? Dạ đúng. Vậy thì cái tài sản đấy em đang phán đoán được là nó một năm tới nó sẽ như nào, một năm rưỡi tới nó sẽ như nào? Một năm tới nó sẽ có cái giá trị lớn, tăng khoảng 1,5%. Và 1,5 lần chứ? Và 1,5 lần ạ. Tăng thành 50%, 10 đồng thành 15 đồng chứ đúng không? Dạ vâng vâng ạ. Tức là cái nhà trong trung tâm ấy, hay là của dự án hay là đất nền? Đất nền ạ. Okay. Thế bây giờ thì đang vay được, vẫn đang gồng được à, tài sản sắp tới tăng 50%. Dạ. Còn trả lãi thì mình mất khoảng độ 15% đi đúng không? Dạ dạ. Ủa thế vay là được 1 năm hay 2 năm rồi? Em vay được 2 năm rồi ạ. Ok. Rồi tôi hiểu rồi. Cái câu hỏi của mình nó có tính chất là một sự nghiệp hơn là một thương vụ. Nó có tính chất là định hướng cho một cái sự nghiệp có tính chất dài hạn hơn. Dạ vâng ạ. Thay vì thì vì chỉ một thương vụ này thôi. Vì suy cùng một thương vụ thì cũng nên thì cũng chả được bao tiền. Đúng không? Nếu mà cứ cho là em chờ 1 năm nữa đi. Đấy, xong bắt đầu là em 5 tỷ đấy em thành 6 tỷ mấy, em trừ đi tiền lãi em được 20% của 5 tỷ em được 1 tỷ đi chẳng hạn, ví dụ thế. Dạ. Nhưng mà em cũng phải chờ đến tận ví dụ cuối năm 2025 đi, đúng không? Dạ, ví dụ dạ. thế đi. Dạ. Thì trong khoảng thời gian đấy mình nên làm gì đúng không? Hiện nay em đang có phải công việc thời gian của em như là em đang có phải làm cái A cái B gì khác không? À, hiện tại thì thời gian của em đang muốn đầu tư vào cái ngành bất động sản. Rồi, đã tìm rồi. Hiểu về bất động sản. Okay. Ủa đấy là em đang hoạt động theo kiểu tự do đúng không? Dạ, vâng ạ. Ok, thông thường một cái lộ trình của một bạn ví dụ như là bên Nick đi. Đầu tiên là em sẽ hoàn thiện các cái kỹ năng hơn so với người khác. Là em biết tất cả các cái kiểu đầu tư khác nhau, các chiến lược đầu tư khác nhau. Thì thông thường là có mục tiêu, có chiến lược và kế hoạch. Phần này em sẽ làm tốt hơn so với người khác, các chiến lược đầu tư. Còn của em đang là mua, chờ, bán. Chờ, bán. Thì đấy là một kiểu thôi. Mua, chờ, tăng giá rồi bán. Dạ, dạ. Nhưng mà đáng nhẽ thì mình nên biết nhiều chiến lược khác, là hôm nay mua chẳng hạn thì 3 tháng sau bán thôi chẳng hạn. Dạ. Đấy thì chứ không phải là chỉ có mua xong chờ. Thì phần này là mục tiêu, chiến lược, kế hoạch, rồi là cái phần này em sẽ làm tốt hơn người khác. Ví dụ mục tiêu của mình là mình muốn là đang từ cái khoản tiền đấy mình đặt mục tiêu nên bao nhiêu đâu, 1 triệu đô trong vòng mấy năm được? Em muốn 3 năm hay là 5 năm? 5 năm ạ. 5 năm nhé. Rồi ok thì 5 năm đi. Thì chiến lược của mình ở đây thì có thể là nó sẽ là khác đấy, vừa là văn phòng mở văn phòng môi giới và vừa tiến hành đầu tư. Thì còn cái kế hoạch, tức là mình sẽ các cái trong vòng 5 năm, một cái chiến lược trong vòng 3 năm, 5 năm, mình sẽ triển khai nó theo các cái quý chẳng hạn. Quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 này mình bắt đầu làm cái gì. Phần thứ hai là những cái kỹ năng của em trong bất động sản nó sẽ phải sắc bén hơn. Nó có 3 phần ấy. Phần thứ nhất là phần tư duy, phần kỹ năng với phần công cụ. Đây, phần tư duy này. Đấy.
Ví dụ tư duy ở đây là mình mà dùng tiền của ngân hàng thì nó cũng có cái hay đấy, có cái là tiền của ngân hàng thì nó như nào nhỉ? Em không thể bây giờ em vay nữa nên là em sẽ áp lực đúng không? Dạ, vâng. Tháng đóng 100-200 triệu là em sẽ cảm thấy áp lực. Dạ, dạ. Nên là với nhiều trường hợp thì người ta không chỉ biết dùng tiền ngân hàng, đôi khi mà em nên dùng tiền của nhà đầu tư nữa. Cái tư duy, cái thứ hai là cái kỹ năng, và cái thứ ba là cái công cụ của bất động sản thì nó có nhiều công cụ khác. Cái công cụ của em thì em có thể là đang là kiểu mua cái vị trí nó đẹp đẹp một chút, em chờ em tăng giá em bán. Công cụ trong bất động sản nó có nhiều công cụ, mua xây bán này, là mua sửa bán này, quản lý cho thuê này, vendo này, vân vân, thì nó có nhiều công cụ khác. Cái công cụ em đang làm nó chỉ là mua một cái vị trí nó đẹp đẹp xong dạ. Chờ tăng giá nó bán. Dạ dạ. Đấy. Cái đầu tiên là em nên trang bị đầy đủ, ví dụ các cái kỹ năng này thì em sắc bén hơn, ví dụ như là tìm kiếm sắc bén hơn, mình có khả năng điều tra quy hoạch, rồi là tranh chấp phong thủy pháp lý mình đều có khả năng thẩm định được, đánh giá được một cái khu đất. Rồi mình có cái khả năng về định giá, tức là ví dụ đầu vào mình như này, đầu ra mình sẽ được như này. Rồi tiếp theo là cái khả năng về đàm phán, lúc mình đi mua bán đàm phán. Cái kỹ năng về phần gia tăng giá trị, tức là mình biến đổi một cái lô đất, chứ nó mình không bán ở dạng bình thường, mình từ đất A sang đất B chẳng hạn, ví dụ thế. Hay là có những trường hợp là làm pháp lý, có trường hợp là cải tạo vân vân, thì cái này nó gọi gia tăng giá trị. Xong bắt đầu cái khâu marketing của em làm cũng phải tốt. Ở đấy chẳng hạn mỗi khi em bán tài sản phát là em bán rất là nhanh, người khác có khi bán mất tầm 4 tháng chẳng hạn, em chỉ mất 2 tuần em bán xong rồi. Đấy. Dạ. Thì tất cả những cái này nó đều phải sắc bén hơn. Ví dụ phần bán hàng chẳng hạn, lúc khách hàng vào chẳng hạn xem đất của em cái là em tư vấn rất tốt và khách người ta mua. Đấy. Rồi là nếu mà là những bất động sản mà dòng tiền thì nó còn có cái khâu vận hành nữa. Dạ. Thì nhìn chung là mình phải tối ưu tất cả những cái phần này. Đấy, nó đều phải sắc bén hơn, mình tìm được những cái miếng rẻ hơn người khác. Dạ. Còn ví dụ như là tất nhiên ai chả muốn đi mua 10 đồng, mua 8 đồng đúng không? Ông nào dạ. Tìm được. Đấy, những cái phần đấy nó gọi là diễn giải ra dài 1, 2, 3 tiếng mỗi chuyên đề, mỗi cái nội dung này. Cái công cụ này là nhiều trường hợp là nhiều người là sai này, đang cầm công cụ cầm nhầm. Ví dụ mục tiêu của mình bây giờ đây coi như một cái cây to đi. Mục tiêu của mình chặt đổ cái cây này. Nhưng mà cái mà mình đang cầm trong tay nó chỉ là cái chày thôi chẳng hạn, thì cái chày này cầm cái cây đập mãi không đổ, thì cái mua chờ bán này thì nó không đem lại cho em cái mục đạt được cái mục tiêu là chặt đổ cái cây là 1 triệu đô trong vòng 5 năm. Dạ. Em sẽ phải thay đổi công cụ. Dạ dạ. Ví dụ ở Thanh Hóa chẳng hạn, em sẽ là một người chuyên mua đất xây nhà bán này. Ví dụ dạ. Thế đây là một kiểu công cụ đó, dạ. Chưa chắc đã làm công cụ này, nhưng mà đại khái là ở đó là một cái công cụ, nó có tính chất là đem lại giá trị trên thị trường thay vì là em chỉ đầu cơ không. Dạ. Đầu cơ tức là mình ngồi mình mua mảnh đất xong đi uống cà phê 3 năm sau hy vọng là chuyển tay sang cho ông khác thì ông ấy mua giá cao hơn, thì dạ. Mình không nên đi hướng đấy. Dạ dạ vâng. Rồi đây là cái bước 1 nhá. Thì bước 1 là mình cứ học hành, ví dụ em có thể học bên Nick, xong rồi cái bước số 2 là em phải đi thực tế. Ví dụ bên Nick giới thiệu cho em 2-3 người, người ta đã làm rất tốt rồi. Dạ. Em xuống tận nơi em phải nhìn, em phải sờ, em phải chạm ấy. Dạ. Em bắt đầu mới có một cái nó gọi là niềm tin. Tức là mình chưa làm bao giờ nhưng mình có niềm tin rất lớn về cái công cụ đấy. Ví dụ mua xây bán chẳng hạn, em hình dung chưa? Dạ vâng. Em có niềm tin rất lớn về cái công cụ đấy. Về em mới mạnh dạn triển khai trong khi tất cả mọi người đều nói là không làm được đâu. Dạ. Tất cả những người xung quanh em đều bảo là sao mà làm được, khó làm lắm rồi nè. Nhưng bởi vì em là người đã nhìn thấy, sờ thấy và em đã có những người đồng đội người ta làm kiếm được tiền rồi. Em hình dung phần này chưa? Dạ dạ. Đấy, thì cái mà nhiều anh em là thiếu là cái phần này này, cái niềm tin lớn để triển khai. Bây giờ mình phải có sự tin tưởng rất lớn mình mới triển khai chứ. Bây giờ mới làm thì sợ lo. Sau khi mà em về em bắt đầu em hành động, em triển khai rồi ấy, thì em có thể là em đạt đến cái độ là nó sẽ làm thử trước. Làm ở cái quy mô là thử nghiệm trước. Đấy, thì nó cái 1-2 kèo đầu ấy thì em thử nghiệm. Sau đó cái từ số 3 là từ thử nghiệm nhé. Cái thứ tư là em bắt đầu em giỏi rồi, lúc đấy em giỏi rồi. Em giỏi rồi thì bắt đầu em mới là đòn bẩy. Hiện nay là em đang đòn bẩy hơi sớm và em cũng đang hy vọng là tương lai nó sẽ tăng giá. Dạ. Đấy, thì nó đáng nhẽ đòn bẩy nó thường ở cái đoạn sau khi người ta đã làm được một vài kèo thành công rồi. Dạ dạ. Thì cái đòn bẩy này ấy, thì như bên Nick hiện nay tất cả các bạn ấy đều một là dùng tiền của ngân hàng và hai tiền nhà đầu tư. Tiền nhà đầu tư thì là những nhà đầu tư người ta đổ tiền cho các bạn ấy làm. Thế ngày xưa có những bạn bây giờ một năm chỉ có mua bán 1-2 lô đất, thì bây giờ một năm toàn bán 40-50 căn nhà. Em hình dung chưa? Dạ. Đấy, thì khi em làm quy mô hơn thì em mới kiếm được nhiều tiền hơn. Thì đây là đoạn sau. Đấy, còn đoạn đầu thì mình cũng phải học hành trang bị đầy đủ thôi. Xong mình phải chọn đi thực tế. Tức là ví dụ bên Nick giới thiệu cho em khoảng 3-4 công cụ. Vendo hay là xây bán hay là gì đấy. Thì dạ. Em bắt đầu đi gặp từng anh em một. Dạ, dạ. Xem xuống vâng. Xem tận nơi thực tế họ làm cái gì ấy. Dạ. Đấy, thì sau đó thì bắt đầu là mình mới về mình quyết định chọn một cái mô hình sở trường của mình. À, dạ vâng. Cái địa điểm nó phải tương đồng ấy. Ví dụ thành phố thì nó tương ứng với thành phố chẳng hạn. Vendo thì nó phải tương ứng Vendo chẳng hạn.
đấy, dạ. Kiểu thế. Thì cái, đây là một cái lộ trình rồi. Đấy, còn một số bạn mà mình không có điều kiện thì mình học thì thôi, thì mình đi vào cái bước là cũng đi khảo sát thị trường, xong bắt đầu mình thử nghiệm. Đấy, sau này mình rèn luyện giỏi lên thì... Nhưng mà nhiều bạn thì cũng ở cái bước giỏi rồi ấy, thì sau này bạn phải, tức là mình phải được hướng dẫn thêm về cái việc là từ lúc giỏi này, xong bắt đầu phải tiến lên làm quy mô hơn. Đấy, tôi nhớ cái hai cái bạn gần đây, hai bạn ở dưới Hải Phòng cũng thế. Ngày xưa là mua bán thì có 1-2-3 tài sản một năm thôi. Ông đến gặp tôi cũng cà phê một buổi đấy, mất tầm 2 tiếng đồng hồ. Đấy. Về bắt đầu làm quy mô hơn. Đấy, làm quy mô hơn. Ở bên Nick cũng giới thiệu cho các bạn một số nhà đầu tư và hướng dẫn cho bạn là đấy, bình thường gặp nhà đầu tư ấy thì phải trình bày như này, đưa cơ chế với nhà đầu tư là như thế này. Mình có bài toán chia với nhà đầu tư thì gọi là một cái lộ trình đi. Nick đã đào tạo hơn 200.000 học viên từ năm 2012. Bạn có muốn tìm hiểu các bí quyết kinh doanh và đầu tư trong cộng đồng Nick Family với hơn 3.000 thành viên toàn quốc và bên ngoài không ai tiết lộ? Đăng ký ngay để trở thành thành viên. Hotline 1900 6713, website nickadu.vn.